phòng khách này. Đây là phòng khách và bên trong có một phòng ngủ rất là thoáng này, có cửa sổ này, có tủ quân tường này. Đấy, đó này, sáng này rất đẹp luôn này, ban ngày mà sáng không còn nắng điện. Đấy, xong đây là phòng khách này, xong phòng khách là mình sẽ đi vào khu vệ sinh phụ. Đây là khu bếp này, bếp nấu ăn, bếp nấu ăn có ô thoáng này, ốp sạch sẽ này, một nhà vệ sinh này, cũng có cửa sổ thoáng luôn này. Sau đó đi vào phòng ngủ chính này, đây phòng ngủ chính này, phòng ngủ chính cũng có cửa sổ này. Đây, chỗ này thì để có thể phơi không? Phơi quần áo này, ban công nhỏ này, thoáng thoáng này, đầy đủ điều hòa các thứ đã đủ. Chủ nhà thì chơi theo kiểu chất cấu, toàn tủ này, tủ gỗ, tủ luôn bàn. Đây là một phòng ngủ nhỏ nữa này, cũng có được cái là phòng nào có cửa sổ ánh sáng tốt, cũng hợp một đại gia đình ở thoải mái rộng rãi, được cái phòng nào ánh sáng ưu điểm này sáng tốt. Nó là tầng 3 đó, là nó mà tầng trung là tầng đẹp nhất so với ở tập thể, rất là thoáng này. Nhà vệ sinh ốp gạch sạch sẽ này, cô bếp ốp gạch sạch sẽ rồi này. À, phòng khách này cũng căn bản là cũng tương đối đầy đủ hết đồ rồi, thêm mấy cái đồ linh tinh nữa là vào ngon này.